Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón beanie tai mèo xinh xắn như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón nè. Mẫu này thì khi đội vào nó sẽ hiện lên hai cái phần tai giống như tai mèo ở bên trên ha. Để làm được mẫu này thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần xác định cho mình số đo vòng đầu ở size các bạn cần móc và chiều cao của phần thân nón thì mình có thể hoàn tất được một cái mẫu nón đơn giản như thế này. Những bạn nào mà thích thì mình có thể móc một lớp cũng được ha. Một lớp thì mẫu nón của mình nó sẽ như thế này. Hoặc là muốn cho cái phần bo của nón nó dày dặn hơn thì mình có thể gập lên một tí nè, cho cái phần bo nón nó được dày dặn hơn. Để làm được mẫu này thì mình sẽ dùng len milk cotton 125g, kim 3,5 hoặc là 4mm ha, tùy vào mũi móc của các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Xác định cho mình số đo vòng đầu ở size các bạn cần móc là bao nhiêu, thì số đo này mình có để ở phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả, sau đó xác định số đo để mình làm cho phù hợp. Thì đối với mẫu này của mình sẽ móc lên tổng cộng là 74 mũi móc xích. Khi móc mũi móc xích thì nhớ móc lỏng tay ra chứ đừng có móc quá chật tay ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật mà cái số xích này nó có thể khác nhau. Các bạn cần móc cho mình làm sao cho nó bằng hoặc là sắp xỉ bằng số đo vòng đầu là được. Khi đã hoàn tất cho mình được 74 mũi, ta nối lại hai đầu lại nè, thì nó sẽ có được một cái độ rộng rộng bằng với lại cái số đo vòng đầu ha. Canh chỉnh cho mình cái mặt phải của cái hàng xích này nè, là cái mặt có những cái chữ V xếp lại với nhau nè. Đưa cho mình về cái vị trí của chân móc mũi móc đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Mình sẽ tạo ra được một cái độ rộng như thế này. Móc lên hai mũi móc xích. Hàng móc này mình sẽ có 74 chân, móc mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên nè, sau đó móc tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được một hàng móc kép đơn như thế này, tạo ra được độ rộng cho phần thân nón. Thì để kết thúc, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đó một mũi dời. Nhưng đối với cái phần thân nón của mình nè, mình sẽ móc xen kẽ hai màu với nhau để tạo điểm nhấn cho phần thân nón. Nên ở đây các bạn sẽ thay màu ha. Mình sẽ tạo một nút ở cái sợi len khác màu. Sau đó các bạn sẽ đâm kim cho mình ở cái chân của mũi kép đơn cuối cùng mà mình móc ở cái phần màu nâu nè. Đây là chân của mũi kép đơn đầu tiên, thì sát tay có một cái đường móc ở bên trong. Đâm kim cho mình vào cái đường móc này và một cái đường móc của cái mũi kép đơn phía dưới. Đây, hai cái đường móc như thế này, sau đó kéo cái nút mà mình vừa tạo ở sợi len màu hồng qua. Khi trên kim của mình đã có được cái đường màu hồng rồi thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len lên một tí, sau đó nghiêng cái sợi len qua cái hướng tay mình cầm kim móc, guốc thật mạnh lại để cho cái mũi dời của mình nhỏ lại, sau đó kéo lại. Còn cái sợi len màu nâu, cái mũi móc phía dưới này các bạn sẽ cầm cho mình cái sợi len dài phía sau, mình sẽ kéo lại. Thì ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên ha. Tiếp tục hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len dài mà mình vừa kéo của cái phần màu nâu á, mình đưa vào chính giữa của kim với sợi len màu hồng. Đây, đưa vào chính giữa của kim với sợi len màu hồng, móc vào đó cho mình một mũi móc xích. Sau đó mũi móc xích thứ hai mình sẽ đưa cái sợi len màu nâu đó về lại vị trí cũ, vào giữa kim với sợi len màu hồng và móc lên mũi xích thứ hai. Thì như vậy là cái sợi len màu nâu của mình nó sẽ đi theo cái hàng móc thứ hai á. Khi mà mình kết thúc vòng nó sẽ không có bị hở ở đây quá nhiều. Hàng móc kế tiếp thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình nè. Tùy vào sở thích của mỗi người ha, các bạn có thể móc cho mình vào những cái chân móc cũng được. Hoặc là để tạo điểm nhấn cho cái phần thân nón, để cho phần thân nón của mình có cái họa tiết khác á. Thì các bạn thay vì đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên, mình sẽ không đâm kim vào chân móc, mà các bạn đâm xuống phía dưới kẽ của cái mũi xích mà mình gây nên đầu tiên với thân của mũi kép đơn đầu tiên này. Nó sẽ có cái kẽ nằm chính giữa ha. Mình sẽ móc vào cái kẽ này một mũi kép đơn. Không móc vào chân móc mà móc vào cái kẽ giữa nha.
Sau đó làm tương tự cho các kẽ còn lại nè. Kẽ tiếp theo sẽ là kẽ nằm chính giữa hai cái mũi kép đơn. Không móc vào chân móc mà móc vào kẽ một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Cứ đâm kim vào những cái kẽ giữa hai cái thân của mũi kép đơn, móc vào mũi kép đơn. Khi mà mình móc cái hàng này, cái sợi len thừa màu nâu đây nè, các bạn sẽ không cần phải móc dấu vào trong mũi móc mà mình sẽ để ở vị trí này, lát nữa mình sẽ nối lên phía trên ha. Móc tương tự đến cuối. Khi móc đến cuối thì cái kẽ cuối cùng nó sẽ là kẽ giữa hai cái thân của mũi kép đơn nha, chứ không phải là kẽ giữa mũi kép đơn và mũi xích đâu. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc thứ hai nè. Tiếp tục đến hàng móc thứ ba thì các bạn cũng thay màu tương tự giống như là cái hàng màu nâu bên dưới nè, kéo dài cái mũi móc màu hồng lên, sau đó mình đâm kim vào cái đường móc bên trên của mũi móc và một cái đường móc nằm phía dưới nè. Thả sợi len màu hồng và đưa cái sợi len màu nâu. Lúc này sợi len màu nâu của mình nó nằm bên trên hàng màu hồng rồi ha, thì việc đưa len nó sẽ dễ dàng hơn. Kéo sợi len màu nâu qua hai chân này, sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn ở hàng màu hồng, móc vào một mũi dời. Nhớ kéo dài sợi len, sau đó nghiêng về phía tay cầm kim móc, guốc thật mạnh lại. Cầm cái sợi len màu hồng nè, kéo ra thì ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc thứ hai. Tiếp tục đến hàng móc thứ ba thì đưa cái sợi len màu hồng vào chính giữa của kim và sợi len màu nâu, móc mũi xích đầu tiên và mũi xích thứ hai thì về vị trí cũ. Khi có được hai mũi móc xích rồi thì lúc này cái sợi len màu hồng của mình nó cũng theo lên cái hàng móc thứ ba này ha. Hàng móc thứ ba thì cũng làm tương tự như hàng ở phía dưới, các bạn cũng móc vào các kẽ giữa các cái thân chân móc. Thì cái kẽ đầu tiên sẽ là kẽ giữa của hai mũi xích với cái mũi kép đơn đầu tiên ha. Không cần phải giấu sợi len màu hồng đâu nè. Đâm kim vào cái kẽ ở phía dưới, kẽ giữa hai mũi xích và thân mũi kép đơn, móc mũi kép đơn vào đây. Sau đó làm tiếp tục cho các kẽ còn lại cho đến cuối. Cứ mỗi cái kẽ như vậy mình sẽ móc mũi kép đơn ha. Mũi kép đơn khi móc các bạn có thể kéo dài lên một tí cũng được. Mình sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó các bạn tiếp tục móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa, cho đến khi mình đạt được tổng chiều cao của toàn bộ phần thân nón. Mình cũng có để số đo chiều cao bên dưới mô tả ha. Sau khi hoàn tất cho mình được cái phần thân nón, ta sẽ có được một cái chiều cao như thế này. Đối với những bạn nào mà muốn móc suông á, không cần phải làm cái phần bo ở cái phần trán ha, thì các bạn sẽ móc cho mình cho đến che tay là được. Còn những bạn nào mà muốn tạo điểm nhấn cho cái phần bo của nón thì móc dài thêm một tí, sau đó mình gập cái phần bo lên phía trên, ta sẽ có được một cái phần bo của nón như thế này. Tiếp tục mình sẽ viền lại ở cái phần bo này ha. Để viền lại thì các bạn cũng thay màu cho mình và mình viền ở cái hàng cuối cùng. Cách thay màu cũng tương tự như các cái phần thay màu ở bên trên ha. Ta kéo sợi len màu nâu lên, sau đó đâm kim vào cái đường móc của chân móc này. Thả sợi len màu nâu và đưa sợi len màu hồng lên kim. Kéo sợi len màu hồng qua chân móc. Đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng này, móc một mũi dời. Kéo sợi len dài lên, guốc thật mạnh lại. Ta sẽ thay màu được cho cái phần viền rồi nè. Lúc này cái sợi len màu nâu của mình sẽ không có cần sử dụng nữa, nên các bạn sẽ viền cho mình một hàng mũi đơn màu hồng. Các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn len màu nâu đi ha. Để viền thì sẽ có hai cách. Đối với những bạn nào mà viền khi mà mình để một lớp cho cái phần thân nón thôi á, thì các bạn sẽ viền cùng chiều. Còn những bạn nào mà tạo phần bo gập lên á, thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại và mình sẽ móc cũng vào các cái kẽ giữa các thân của mũi kép đơn ha. Quay ngược đầu móc lại để viền lại nè. Thì kẽ đầu tiên sẽ là cái kẽ này ha, móc mũi móc đơn nè. Khi móc thì guốc cho mình cái sợi len thừa mà mình vừa cắt. Sau đó mình sẽ móc dấu luôn vào trong mũi móc ha. Mỗi chân sẽ móc cho mình là một mũi móc đơn, móc vào các kẽ giữa thân của mũi kép đơn nha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì khi mà hoàn tất cái hàng viền này nè, mình gập cái phần bo này lên bên trên, thì cái hàng mà mình viền, cái mặt phải của hàng này nó sẽ nằm ở phía ngoài nha. Sau khi viền được toàn bộ cái phần vành nón bên dưới rồi, mình sẽ hoàn tất được cái phần thân nón. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời.
móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha, thì mình sẽ hoàn tất được toàn bộ phần thân nón ở bên dưới nè. Khi gập lên thì cái hàng viền, mặt phải của hàng viền nó sẽ nằm ở mặt ngoài như thế này, cho cái phần viền của mình nó được đẹp hơn. Khi hoàn tất được phần thân nón bên trên rồi, bây giờ mình sẽ nẹp ở cái phần thân trên của đỉnh đầu, là cái hàng mũi xích mà mình gây nên đầu tiên ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau và ta sẽ đâm kim vào một kẽ bất kỳ. Ở đây mình sẽ đâm kim vào kẽ của cái phần mà mình bắt đầu móc của những cái hàng móc bên trên luôn. Đâm kim vào một kẽ ha. Mình sẽ đâm kim vào kẽ giữa hai mũi xích với thân của mũi kép đơn nè. Kéo sợi len qua. Móc lên một mũi móc xích và lần lượt đâm kim vào từng cái kẽ, mỗi kẽ mình sẽ móc một mũi móc đơn. Khi móc nhớ giấu sợi len thừa màu hồng vào trong mũi móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng rồi, kết thúc hàng này cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha. Sau đó các bạn sẽ tiến hành nẹp cho mình hai chân móc song song với nhau. Mình sẽ gập theo cái chiều mà mình đang móc ở đây. Mình sẽ đẹp hai cái chân móc liên tiếp lại bằng mũi dời nha, đâm kim vào chân móc kế bên của cái mũi mà mình vừa móc mũi dời, đồng thời đâm kim vào cái chân móc đối diện với nó, móc vào đây cho mình mũi dời. Hoặc là những bạn nào thích có thể sử dụng mũi móc đơn để móc cũng được ha. Mình sẽ nẹp bằng mũi dời nè, cho cái mũi nẹp của mình nó sẽ dày dặn hơn. Cứ đâm kim vào hai chân móc song song như vậy, mình sẽ móc mũi dời. Các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi nẹp được đến cuối hàng rồi, ta sẽ hoàn tất được phần thân nón như thế này. Kết thúc thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ta cắt len, giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Khi mà mình giấu len thừa rồi nè, mình nẹp cái phần đỉnh nón bằng cái mũi dời á, thì nó sẽ giúp cho cái hàng bên trên của mình nó được cứng kép hơn. Khi mình đội vào thì gập ở cái phần thân dưới lên nè, mình sẽ tạo ra được một cái phần bo cho thân nón. Đây, ta sẽ hoàn tất được một mẫu nón bini tai mèo xinh xắn như thế này. Đối với mẫu này thì các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size tùy thích ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!